Hiện tại là đang 11 giờ 50 phút nha cả nhà mọi người. Giờ tại cái lúc đang đứng tại Hàng Dương, Cần Thơ, để quay cảnh Phá Hoa. Đây, một số người đã tìm lại chuẩn bị xem Phá Hoa. Rất nhiều người dân ở Cần Thơ đã đổ về chỗ này để vào xem một lát bóng pha và một người rất là nhộn nhịp như thế này. Có cả sân khấu ngoài kia, công viên thì mọi người tập trung dần lại từ từ rất là đông để chờ xem thời điểm cắt giao thừa sắp đến. Thank you.
tay giùm em chị ơi. Dạ chị cầm em mấy cái con đi thoại nào chị thử gì canh nữa rồi. Hai hai thử nha, té đi buồn. Cầm cái này đi ơi, cầm cái này.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Thank you.
Thật nhiều sức khỏe, gặp nhiều vui, thật nhiều may mắn. Rồi tên Kiên. Em quay video. Ê! Rồi rồi chú ơi, rồi rồi. Trời ơi. Chúc mọi người năm mới vui vẻ, thành công trong công việc, phát tài. Bạn sợ như ấy. Đó. Chú bạn sợ như ấy. Và năm mới vui vẻ. Rồi. Xin kết thúc video tại đây. Hẹn gặp các bạn lại video kế tiếp theo. Xin chào.